Đấy là lần đầu tiên mà anh biết là mí chuối thế. Xã hội hay vậy lắm em ạ. Thực ra gọi là khôn lòi ấy. Cách đây 2 năm khi mà em vừa mới trở về Việt Nam sau một quá trình mà học tập và làm việc ở nước ngoài á, thì em phải đi tìm nhà. Ba má em là người Sài Gòn, nhưng mà em nghĩ là với cái bản lĩnh và cái kinh nghiệm sống mình tích lũy được 10 năm qua, không lý nào mà mình không tự lập và tự đi tìm một cái ngôi nhà riêng cho mình được. Nhưng mà khi mà em bắt đầu em đi tìm á, thì em mới nhận ra là nó không có dễ như mình nghĩ. Và mọi người cũng hay có một cái tâm lý là nếu như mà bạn chưa bao giờ móc cọc nhà, tức là bạn chưa trưởng thành. Ohana là một cái ứng dụng chạy trên nền tảng là di động và web. Tụi em kết nối người đi thuê nhà với lại chủ nhà cho thuê. Em đang gọi số vốn là 11 tỷ. Hiện tại tụi em đã gọi được khoảng chừng 7,9 tỷ rồi. Và đã còn phải chừng 3,5 tỷ cho 10%. Em thu phí từ đâu? Dạ em thu phí từ chủ nhà trọ, 30% của tháng cọc đầu tiên. Bây giờ em mô tả cho anh cái quá trình đi. Khi mà có khách hàng mà tương tác với họ thì họ cũng sẽ nhận được tin nhắn từ trên app là ok, có bạn này đang thích căn nhà của bạn, có bạn này đang xem nhà của bạn, hoặc là đang muốn tham gia, nói chung là muốn xem đến xem nhà bạn. Thì em có kiểu như là giúp hai bên gặp nhau để mà xem cái nhà đó. Và sau đó nếu người thuê họ đồng ý thì họ sẽ cash advance luôn em. Và em lấy cái khoảng 30% phí và em đưa lại cho chủ nhà. Cách thứ hai á là họ vào thuê xong rồi họ confirm với em, thì em sẽ hỏi họ để mà viết review. Đó là một. Và thứ hai là em muốn nói bên chủ nhà là đúng rồi, giao dịch xong rồi, bây giờ bạn thanh toán tiền cho mình. Cái vấn đề chính ấy là như Sắc Phú nói ấy, là bây giờ đang miễn phí ấy, người ta không có cái lý do gì để người ta cắt em cả. Nếu như mà cái người chủ nhà với lại cái người khách thuê á, người ta có một cái sự bắt tay với nhau để cùng nhau là tiết kiệm cái phần đó, ví dụ như người ta trả cho em 30% lận, chẳng hạn như khách thuê thì bảo thôi cứ đôi, ví dụ như thế, thì chủ nhà tiết kiệm được một nửa, khách thuê cũng rẻ được một nửa, thì dạ. thì lúc đấy mới nảy sinh những vấn đề. Thì và cái nữa là cái câu chuyện này á, là nếu mà em thu tiền dựa trên commission ấy, mà em lại không có một cái bảo đảm về tài chính đặt cọc hay là cái gì đó với cả chủ nhà ấy, hoặc là không có thời hạn nhất định ấy, thì rất có thể là người ta cái khách này đi xem nhưng người khác lại thuê, em cũng không biết được. Giống như cái người này đi xem có đăng ký app, có số điện thoại, có tên, nhưng cái người đó lại không thuê. Cô sau khi xem xong rồi, gặp chủ nhà rồi, có điện thoại chủ nhà rồi thì người khác lại thuê. Em hiểu ý không? Dạ không. Giống như cái user, cái người user người ta đi thuê hộ cho bạn ấy. À dạ. Thì cái người đi cái người thuê là không phải là cái người user. À, tức là mượn xài hộ. À dạ. Mượn tài khoản. Xã hội hay vậy lắm em ạ. Thực ra gọi là khôn lòi ấy. Dạ, theo em thấy thì sẽ có những trường hợp như vậy, sẽ có những người mà muốn đi luồn qua hệ thống. Nhưng mà em sẽ xây dựng cái thương hiệu của em tới một cái mức độ giống như Grab và Uber bây giờ, là họ sẽ không có một cái incentive để mà go off cái platform như vậy, tại vì họ sẽ mất cái sự protection từ bên platform của em. No, cái đấy anh nghĩ là em đang nghĩ quá ngây thơ này. Anh đã từng thử ở bên Mỹ luôn nhá. Đây đang nói một cái trường hợp mà anh đã từng thử. Anh book một cái xe buýt về mua vé từ Dustin đến Houston ở bên Texas. Đến nơi xong ấy, vé nó chuyến xe bị delay mà anh không biết. Cuối cùng là hết vé, mà sáng hôm sau anh phải bay từ Houston về Việt Nam. Anh buộc không còn cách nào khác là anh bắt Uber. Mà chuyến xe Uber em bắt từ Austin đến Houston là nếu mà tính theo tiền Mỹ là em biết là mấy trăm đô đúng không? Cuối cùng là đến nơi thì đồng chí Uber mới hỏi là sao mày đi xa thế? Đang nghi ngờ anh, thì anh bảo thế bây giờ mày off cho tao, mày tắt công tơ rồi mày bớt cho tao tiền đấy đi. Rồi anh có agree với cái điều đó không? Người ta chủ động offer luôn, bởi vì người ta vừa lấy tiền cash đúng không? Không phải dạ. Qua hệ thống, không phải chờ. Thứ hai là đỡ mất mấy chục phần trăm. Có nghĩa là người ta sẵn sàng offer cho mình ngược lại luôn. Đấy là ở Mỹ. Dạ. Đấy là lần đầu tiên mà anh biết là Mỹ chuối thế. Dạ, em thấy người nào cũng có một cái tập người mà củ chuối trong đó. Cái việc đấy nó sẽ xảy ra, nhưng mà cái cách để mà mình ngăn chặn ấy trong tương lai như nào là một cái điều em nên phải suy nghĩ. Cái mô hình kinh doanh của em thì không có gì sai, tốt. Nhưng mà trong một cái thị trường như ở Việt Nam thì mô hình này kinh doanh nó hơi ngây thơ. Em kinh doanh dựa vào niềm tin. Và chính vì là môi giới chuyên nghiệp hàng mấy chục năm nay cho nên là anh rất hiểu rõ về cái câu chuyện này. Câu chuyện môi giới để cho thuê mà lại lấy hoa hồng, lấy tiền sau. Đấy là một cái điều em sẽ gặp phải khó khăn khi em bắt đầu nghĩ đến chuyện thu tiền. Chủ nhà đi đòi tiền của sinh viên còn khó, huống chi là mình đi đòi tiền hoa hồng. Dạ vâng. Vì vậy cho nên là quyết định không đầu tư.